Cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố hòa nhập với môi trường. Ở vòng 1 đó là vòng thử sức. Cái tình huống 1 thì một nhân viên thường xuyên được các đồng nghiệp rủ rê đi mua sắm, tụ tập liên hoan. Cô ta cảm thấy mệt mỏi, tốn kém và không muốn được tham gia nữa, nhưng mà lại sợ các đồng nghiệp cho rằng là mình không hòa đồng. Người nhân viên này phải làm gì? Lý Phương Lâm mới vào cơ quan thì việc hòa nhập là vô cùng cần thiết. Tôi sẽ vẫn phải đi, nhưng sau một vài tháng tôi sẽ nói với chị trưởng phòng là mới tham gia một lớp học tại trước buổi tối để lấy văn bằng 2, nên tôi sẽ vắng mặt và họ sẽ không tiếp tục rủ tôi đi chơi được nữa. Giám khảo Phạm Hồng Hải, nếu thông tin bạn đi học là thật thì sao? Thì không sao, nhưng nếu thông tin đó là giả mạo, sau này họ phát hiện ra và bảo rằng bạn là người nói dối thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Tôi nghĩ là không nên đánh giá năng lực của một người qua việc vui chơi sau giờ làm việc mà qua công việc. Tuy nhiên, nếu họ phát hiện ra việc tôi nói dối trong công việc thì tôi sẽ thể hiện được năng lực của mình, không mắc sai lầm, hòa nhập với mọi người thì tôi sẽ không sao cả. Giám khảo Trần Mạnh Hào, không biết đó có phải là ý của bạn vậy không? Nhưng trong công việc thì không nên nói dối. Sao bạn không nói là bạn bận, bạn không thể tham gia? Tôi nghĩ đây mới là nói dối. Ngày nào mọi người cũng đi nên không có lý do gì ngày nào cũng bận. Với một lý do mà mọi người thấy hợp lý thì đó không phải là việc nói dối. Giám khảo Nguyễn Hồng Trường, nếu trưởng phòng của bạn tham gia vào một cuộc chơi này và thấy rằng bạn không hòa đồng thì bạn sẽ giải quyết như thế nào? Tôi nghĩ là hòa đồng không chỉ đối với các cuộc chơi, là một nhân viên mới thì trước tiên tôi sẽ cố gắng trong công việc, cố gắng hòa đồng với mọi người ngay trong môi trường văn hóa công sở. Sau một thời gian, anh trưởng phòng sẽ nhìn nhận tôi với con mắt khác. Dù tôi không tham gia đều các hoạt động tập thể cùng với mọi người. Tình huống thứ hai, một nhân viên mới được đảm nhận vị trí trợ lý giám đốc của một công ty thiết kế thời trang. Đồng nghiệp xì xào phê bình cách ăn mặc của trợ lý không phù hợp, là mất hình ảnh của công ty. Người nhân viên này có khó khăn về kinh tế và cảm thấy tự tin trong công việc vì những lời phê bình đó. Anh ta sẽ xử lý như thế nào? Nguyễn Hoài Thảo, trước tiên tôi sẽ xem lại trang phục của mình một cách kỹ lưỡng. Nếu đồng nghiệp góp ý trực tiếp với tôi thì tôi sẽ chỉnh sửa lại cách ăn mặc. Giám khảo Phạm Hồng Anh, bạn sẽ gặp khó khăn về kinh tế, bạn đang gặp khó khăn về kinh tế thì vậy thì phải làm như thế nào? Tôi sẽ trích ra tháng lương đầu tiên để may cho mình ít nhất là 1 đến 2 bộ đồ. Nếu lương thấp quá thì chắc hẳn sẽ có ít nhất một đồng nghiệp hiểu được hoàn cảnh của tôi và vì vậy sẽ có thể cho tôi vay chút ít tiền. Tức là trong cái trường hợp này, đó là nhân viên mới được đảm nhận vị trí trợ lý giám đốc của một công ty thời trang. Đồng nghiệp chỉ xào phê bình cách ăn mặc của anh ấy không phù hợp, làm mất hình ảnh của công ty. Đấy, thì giám khảo Trần Mạnh Hào đã nhận xét. Giả sử công ty của bạn đang bán hàng thời trang cao cấp và khách hàng của công ty là những người khách hàng sang trọng, một tháng lương của bạn cũng không đủ để mua một bộ đồ mặc để tiếp khách với sếp, thì giải pháp bạn đưa ra liệu có phù hợp với tình hình hay không? Nếu bộ đồ đắt quá, dù gấp 2 3 lần tháng lương của mình, tôi cũng phải cố xoay sở để có thể đề nghị tạm ứng trước lương mấy tháng sau và sau đó sẽ trả dần. Tôi nghĩ là bộ mặt của công ty và biết hoàn cảnh khó khăn của tôi thì sếp chắc sẽ linh động. Đó là công ty thời trang nên chắc chắn họ sẽ bán cho mình với giá gốc. Giám khảo Nguyễn Hồng Trường, là một nhân viên mới, bạn có dám đề nghị giám đốc cho bạn một khoản phụ cấp về trang phục không? Đây là một công ty thời trang mà. Nếu xin phụ cấp thì phải xem mình đang ở diện nào, xem những nhân viên ở công ty có được phụ cấp hay không. Nếu giám đốc hiểu và thông cảm hoàn cảnh của tôi thì có thể tôi sẽ nhận được khoản phụ cấp đó. Và sau đây là nhận xét của ban giám khảo Phạm Hồng Hải. Về Phương Lâm, đương nhiên là sinh hoạt tập thể bao giờ cũng có cái lợi riêng. Nếu tổ chức không đúng thì bao giờ cũng gây ra những khó khăn phiền phức cho thành viên. Trong trường hợp này, bạn đã nói là đi học và làm việc tốt,
thì sau này các đồng nghiệp sẽ hiểu mình. Tuy nhiên trong thực tế không phải đều như vậy. Bạn làm việc tốt, thậm chí người ta còn nghĩ là bạn có nhiều tham vọng, người ta sẽ xì xào nhiều hơn. Vì vậy, bạn cần phải chủ động lên kế hoạch cho những cuộc chơi sao cho nó có ích hơn, để mình không phải không rời xa mọi người, nhưng những phương án của mình lại được chấp nhận. Giám khảo Trần Mạnh Hào, về hoài thảo, tôi nghĩ rằng bạn chưa đưa ra được những hướng giải quyết một cách toàn vẹn. Khi vào một công ty mới, để hòa nhập với việc nhỏ nhất, ngay cả việc ăn mặc sao cho phù hợp với môi trường, nếu thấy đây là một cơ hội tốt cho bạn thì nên giải quyết khéo léo. Giám khảo Nguyễn Hồng Trường, hai bạn phải đối mặt với việc hòa nhập vào môi trường mới khi mình vẫn chưa đủ điều kiện về tài chính hay tâm thế để hòa nhập với mọi người. Tôi thấy Phương Lâm đưa ra được những biện pháp khá có kinh nghiệm khi nói sẽ từ từ rút ra khỏi những hoạt động đó. Tuy nhiên, bạn cũng không cần và nhất thiết phải nói dối. Hoài Thảo cũng có một ý khá hay là bạn để ý đến các cuộc trò chuyện của sếp với những nhân viên kia, và qua đó bạn có được những cách ứng xử phù hợp. Tuy nhiên, mình cũng nên chủ động hơn để có những cách ứng xử phù hợp hơn. Vòng thứ hai là vòng so tài. Tình huống một nhân viên mới của văn phòng kinh doanh được nhân viên cũ bàn giao cho việc chăm sóc một ngân hàng, một khách hàng lâu năm. Anh ta bàn giao đầy đủ tài liệu về khách hàng. Người nhân viên mới sẽ phải thuyết phục anh ta đồng ý chia sẻ những thông tin cá nhân của khách hàng, sở thích, tính tình cũng như những kinh nghiệm của anh ta trong việc giao dịch với khách hàng đó. Lý Phương Lâm, em chào anh. Em mới trải qua thời gian tập sự và bây giờ em đã đại diện cho quản lý khách hàng lâu năm của công ty mình. Em mới làm nên cũng không biết rõ được những thông tin cá nhân của khách hàng như sở thích, tính tình của họ. Anh có thể chỉ bảo cho em được không ạ? Sếp quyết, mọi thông tin cá nhân của họ anh đã bàn giao cho em, anh đã giao hết trong văn bản rồi, còn gì? Với lại anh cũng bận lắm, em cứ đọc trong đó nhé. Dạ, em đọc kỹ lắm rồi, nhưng trong đó nói kỹ về hồ sơ nhưng thông tin cá nhân thì không có trong văn bản. Anh nói cho em có được không ạ? Sếp quyết, mỗi người nhưng mỗi người là một cách nhìn nhận khác nhau, làm sao anh có thể nói cách của anh được? Em là nữ, anh là nam. Thực ra thì mỗi người đều có một cách giao tiếp, nhưng em nghĩ anh có một kinh nghiệm rất quý báu nên em muốn áp dụng chúng vào công việc của mình. Để khi gặp khách hàng đó thì em biết rõ sở thích của họ, để việc bán hàng của mình tốt hơn, phục vụ lợi ích của công ty mình. Nếu doanh số với khách hàng đó tăng lên thì anh em mình cũng có lợi mà. Anh thấy em tự tin lắm, nhanh nhẹn. Vậy thì trực tiếp tìm hiểu đi, chứ gián tiếp qua người khác thì không bổ ích lắm đâu. Em thấy anh đã làm việc rất lâu với họ rồi, còn em thì phải mất thời gian rất dài mới có được những thông tin đó. Nếu anh truyền đạt cho em thì em sẽ hiểu họ nhanh hơn và sẽ có những phương thảo với họ về các hợp đồng sau này một cách dễ dàng. Một nguyên tắc bất di bất dịch của anh là không bao giờ dạy khôn cho người khác. Em nghĩ em không nghĩ đây là dạy khôn đâu anh. Nếu dạy cái sai thì mới sợ, dạy khôn cái tốt thì nên cho anh. Em là người trẻ, người non dạ, nên học được những cái hay cái tốt thì càng may chứ sao, sẽ tốt cho em, cho anh và ngay cả công ty. Thôi được, để tôi suy nghĩ lại và trao đổi với cô sau. Như vậy là chắc chắn rồi phải không anh? Tuyệt quá. Nguyễn Hoài Thảo, em chào anh ạ. Xe buýt. Chào Thảo, có việc gì đấy em? Dạ, hôm nay em muốn cảm ơn anh vì đã tận tình chỉ bảo em rất nhiều. Sau thời gian tập sự thì em đã được biên chế vào chính thức. Hiện đang em đang gặp một tình huống rất khó. Em đang tiếp cận một khách hàng đầu tiên. Anh là người đi trước, anh biết rất nhiều về họ như tính tình, sở thích và những đặc điểm của đối tác. Xin biết. Vậy thì tất cả đã có trong hồ sơ anh đưa cho em rồi còn gì? 5 trang anh đánh máy cẩn thận lắm, đầy đủ hết. Em đọc đi đọc lại nhé. Dạ, nhưng em muốn biết thêm được những thông tin cá nhân của họ để có thể làm tốt công việc này. Anh giúp em nhé. Xin biết. Nhưng anh là con trai, em là con gái, mỗi người có một cách giao tiếp riêng. Nếu em biết được những thông tin như thế thì có những cách ứng xử tốt
hơn trong công việc. Không lẽ bây giờ anh muốn em làm trái ý họ về một điều gì đó, lỡ công ty mất khách hàng thì sao? Mà đây là một khách hàng rất quan trọng. Anh nghĩ em là người rất tháo vát, nên chủ động đi tìm hiểu thì tốt nhất. Chủ động thì em có thừa, nhưng mà mất thời gian để tạo lập mối quan hệ anh ạ. Nhưng anh có một phương châm là không bao giờ dạy khôn với người khác. Anh ơi, em nghĩ cái này không phải là dạy khôn đâu ạ. Đây là những người đi trước truyền lại kinh nghiệm cho người đi sau. Em còn muốn học thêm ở anh rất nhiều điều khác nữa ạ. Ừ, thế thì được, anh cảm ơn em. Anh sẽ suy nghĩ, anh hứa sẽ cho em thông tin đó. Nhận xét của ban giám khảo Nguyễn Hồng Trường, trong vòng 2, cả hai bạn đều phải đối mặt với một vấn đề rất hay gặp trong văn phòng, đó là hiện tượng thiếu trao đổi thông tin. Cái khó ở đây là các bạn biết đồng nghiệp đó thoái thác mà không hề biết động cơ, lý do tại sao anh ta làm như thế. Có thể anh ta sợ bạn giỏi hơn anh ta, có thể anh ta nghĩ rằng những mối quan hệ ngầm với khách hàng cũ mà không muốn cho bạn biết. Tuy nhiên, cả hai bạn đã có thể có những lời lẽ rất mềm mỏng, nhẹ nhàng, tập trung chủ yếu vào lợi ích của công ty để thuyết phục người lớn tuổi hơn mình. Giám khảo Phạm Hồng Hải, Hoài Thảo muốn biết những thông tin về chi tiết, về tính cách, sở thích của người bạn hàng đó để giao tiếp với khách hàng một cách dễ chịu và mang lại hiệu quả cao hơn cho công ty. Đó là điều rất tốt. Rất tiếc là Phương Lâm lại không vào những chi tiết này. Đó là Hoài Thảo là biết thông tin chi tiết về tính muốn biết thông tin chi tiết về tính cách, sở thích của người bạn hàng để giao tiếp với khách hàng một cách dễ chịu và mang lại hiệu quả cho công ty. Đấy. Nhưng mà Phương Lâm lại không làm như vậy. Giám khảo Trần Mạnh Hào, tôi nghĩ phần trình bày của Phương Lâm rất nhẹ nhàng, xúc tích, bạn rất tự tin khi giao tiếp với sếp. Bạn Hoài Thảo cũng có những vũ khí rất hiệu quả, rất uyển chuyển khi bạn nói anh ơi, anh giúp em có được không? Lẽ nào anh không giúp em, đúng không ạ? Đó là những kỹ năng mà đôi khi trong công việc bạn còn phải tận dụng. Đôi khi tôi đồng ý với anh Trường là khi thuyết phục sếp thì còn phải hiểu động lực phía sau hành động của ông ta. Đấy. Bước tiếp theo là khả năng làm việc nhóm sẽ được trình bày ở một cái phần sau.